đây nè cả nhà, này là cũng ngủ đó cả nhà. Nếu mà bên trong á, bên như cái mai cũng cụ cái cả nhà, anh nghĩ là trong cụ cái đó. Không phải bạn, cái trong gì vậy? Đúng cụ cái lắm, cụ cái á, một lần cụ cái là nó gì, cái vỏ của nó nè, nè cái càng này, cái càng cái que nè, này cả nhà, không có vỏ không to cái đó đâu, anh nghĩ là cụ cái tại cụ cái này, cụ cái đó, em cụ cặp cả nhà, đang ngầm ngủ trong cái bụi cây luôn cả nhà, siêu to luôn. Dạ xin chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục hai anh em mình lại xuống bắt cua nha cả nhà. Giờ anh em mình sẽ đi qua vùng đây, dạng đơn đây, quay và bắt cua cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà theo chân hai anh em mình nha. Đây nè cả nhà ơi, hai anh em mình tới đây cả nhà. Phát hiện dưới chân này cả nhà, thấy không? Dưới chân to đi lúng lúng chỉ lúng cả nhà. Dưới chân đi qua đây nè cả nhà. Đó, đi vô đây, hướng này cả nhà. Đây. Cái chân này, đây là cái chân cua này nha. Tiếp đi lùa đi nè, đúng luôn cả nhà. Đây ở trong chỗ này. Đây. Đây đi tôi hóc cày cả nhà, có cái hàng cũ nữa cả nhà. Cái hàng này nè cả nhà. Đây vô trong dưới chân lúng nha cả nhà. Đi vô tài hướng vô có thọc không được cái này, thọc góc này nè, đây nha cả nhà, mình thọc thử trong cái hang này cả nhà, này hang cũ nè, con đây để nó thọc được cái này coi, nó thọc được cái này, thôi chà, anh đụng cái mẹ không, không anh đụng cái mẹ vừa thọc xuống đụng cái mai luôn đấy mà, bỏ cái nó thôi, thì em thọc luôn nó lùi nó giờ thọc xuống nó lùi đấy mà. Đứng ở đây. Đây, đây em thọc, thọc tới đâu vô hang bình thường anh thọc không tới mà. Không. Lấy thọc que nó bò em, để nó thọc. Em thọc xuống nó chồi nó, em thọc xuống nó chạy lại. Đụng không nha cái nha. Bò lên kia. Nó bò lên kia nha. Một cái người ta to á. Đang bò lên kia cái nha. Đây, bò lên kia nha. Quay cho cái nhà coi nha. Đây cái nhà. Con cá nha cái nhà. Cá nha. Mai bự rồi. Mai bự rồi. Cá nha cái nhà. Con đầu tiên nha cái nhà. Cái cặp nha cái nhà. Hết rồi con cái nè. Đây nè cả nhà. Cái nha. Con cái đầu tiên cũng được. Con chậm nha cả nhà. Cũng con lạng. Giờ nên mình cột đi kiếm hang tiếp nha cả nhà. Tiếp tục hai anh em đi vô trong tiếp trong rừng được nha cả nhà. Đây nha cả nhà. Hai anh em mình tới đây phát hiện một cái hang này cả nhà. Đây. Cái dấu chừng nó đi vô mới to luôn cả nhà. Đó. Này. Hang nằm trong kia cả nhà. Cái hang cũ nha cả nhà. Hang cũ mà cái dấu đào ra mới to luôn cả nhà. Đây. Bây giờ tài bên kia đang thọc cả nhà. Rồi. Mình thọc ngóc bên đây nha cả nhà. Chọn ngóc nha cả nhà. Rồi. Hang ngóc của nó này cả nhà. Rồi, ngóc bên này cả nhà. Rồi, thọc xuống nha. Nó gửi bò bên kia lên kia nó mới tài. Bò lên luôn. Bò lên cả nhà. Wow, to ở tài. To hả? Ừ, cái ba lạng. Chọc chọc cho lên luôn, chọc cho lên luôn. Lên đây, nó đang bò lên cái nhà. Wow, to cả tài. Cái này gần nửa ký á. To không? Ừ. Chắc à, nó nhờ càng nhờ càng. Càng ơi. Wow, to cả nhà. Wow. Sau lần chân em cũng có nè, chân em nước cái chân em quá hơn cho cả nhà, con này dễ bắt cả nhà, cái chân nó bò ra to to đào ngay mà hang luôn, đập
đi dưới chân này, mốc mau sẽ lên nước ra nhiều. Siêu to luôn cả nhà. Con này phải 4 lạng. 4 lạng hơn 4 lạng. Nha cả nhà. Siêu to luôn. Rồi. Rồi tiếp tục hai anh em mình đi nha cả nhà. Hai anh em mình đi tiếp qua hàng cây đây cả nhà. Cả nhà. Đây cả nhà. Đây cả nhà ơi. Hai anh em mình tới đây cả nhà. Phát hiện một cái hang nha cả nhà. Hang này cũng hang cũ nè, có dấu đào lâu rồi. Mà nên nó có dấu đào là mới ngay chỗ miệng hang này cả nhà. Dấu mà nó mới nè cả nhà. Sình ở nhà rồi. Bắt thử đi. Lúc tay luôn cả nhà. Hang thôi xong cả nhà. Giờ tài vô chọn ngóc cho trong cả nhà. Chọn ngóc cả nhà. Ủa, nó cua đó hả tài? Dạ. Đây sình nhẹ mà, đâu có đá đâu. Để móc à. Chỗ này sình nó mềm cả nhà, nên cua nó đào hơi sâu cả nhà. Đụng rồi anh. Đụng rồi cả nhà, có cua rồi cả nhà. Đụng vô nhỏ, nãy mới đụng tưởng nhỏ. Lên chưa? Chuẩn bị lên. Lên rồi cả nhà, chuẩn bị lên rồi cả nhà. Rồi. Ơ, cắn. Gửi càng em. Đụng vô hung quá. Này cũng chậm nữa cả nhà, lẹn hả? Cua lửa nha cả nhà. Nhỏ nhưng mà rất là chắc. Có gòn lèn á, Cua lửa nha cả nhà. Cua lửa. Rồi, tiếp tục hai anh em mình đi chui vô cái hang đường tiếp nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, hai anh em mình tới đây cả nhà. Phát hiện một cái hang nằm đây nha. Mới to luôn cả nhà. Đây. Đây cả nhà. Hang nó nằm trên đây nha. Đó. Này nó chắc nó đào lâu rồi mà đều không có thấy cái dấu vùng mới, mấy con cú nó bò ra mất dấu vùng. Rồi giờ tài bắt thử nha cả nhà. Thử có. Hàng này mới to luôn cả nhà. À, chưa có dấu đào. Chọn ngóc bên đây nha cả nhà. Chắc chỗ đó không chọn ngóc chắc ăn nghe. Đây hả? Thấy bên đây thì có hàng mà. Sắp tay mà. Quay vô.
Nó lên. Hai lần máy á. Bỏ đâu em. Nha cả nhà. Đưa ra ngoài không tại nó cắn. Đó, cái kiểu đó giờ nó dở xuống càng lắm em ạ. Đưa ra ngoài đi. Lấy một xình băng cho nó đi. Đưa. Nằm. Hùng lắm không? Để chắc thôi chứ. Đây cả nhà. Ngoài chắc luôn. Chịu chắc luôn. Con này có chết không? Hai lạng. Hai lạng mấy ạ? Nữa. Rồi tiếp tục hai anh em đi. Em mới đi quan kia mới phát hiện cái hang đang đó anh. Nè, vào luôn đi. Đó đi về đó. Hang này hang gối. Bên kia hai anh em mình phát hiện một cái hang nữa nha cả nhà. Đây. Hang nó đào lên nè cả nhà. Hang mới to luôn cả nhà. Nè, đây. Dấu đào lên cả nhà. Dấu nó đào lên nè. Chân dưới chân quá trời luôn. Giờ đưa con cua bắn ra qua đây. Này chọn góc nha cả nhà. Ngồi sâu dưới. Này chọn góc nha cả nhà. Chọn cái đây chưa đủ nha. Nó bò ngược lại cái gòn bị hang luôn. Đúng như cả nhà. Mới cắn xong nha. Lên vô. Đang lòng chuẩn bị bắt lên như cái gì. Đây nha cái nhà. Một cũng được mà. Một cái. Đây nha cái nhà. Cái rồi. Cái. Cái mà cái mà cái mà chịu đào. Cắn tay em kìa. Cái. Cái con cái nha cái nhà. Con này chắc giặt luôn. Giặt. Hai con cứ đọc cơm kia. Bây giờ hai anh em bắt được con cá này nữa. Thôi nha cả nhà. Rồi hai anh em mình rồi bộ khu lại và đi. Tiếp tục đi nha. Tiếp tục nha. Đây nè cả nhà ơi. Hai anh em mình tới đây phát hiện một cái hang này cả nhà. Mới đào ra. Này. Giống mới đào ra luôn cả nhà. Này. Hang này hang cũ nha cả nhà. Nó có lũ ngốc bắt sẵn luôn nè. Rồi thập thử đi. Này chọn góc nha cả nhà. Bứt mì hang ra thọc xuống cho nó chính xác nhé. Sâu không? Hang sạch không? Hang thì sạch. Đụng nha cả nhà. Cắn à. Cắn nha cả nhà. Cắn vào tay. Lần sao cắn được. Đánh đất đánh giỏng em ơi. Lên nè cả nhà. Đây, lên nè cả nhà.
nhỏ thì chắc nha. Vừa chắc nha. Rồi, giờ trưa hơi nắng cả nhà. Giờ tiếp tục hai anh em mình đi vô cái hàng đưng đây cả nhà. Tiếp tục hai anh em mình đi bắt tiếp. Đây là núi Cà Đú cả nhà. Đây này cả nhà ơi, hai anh em mình tới đây phát hiện một hang nằm dưới cây này cả nhà. Đây. Dấu mới đào luôn nè. Xin mình luôn nè. Đây luôn nha, sâu. Giờ tài chưa kia chẳng lóc nữa nha. Cái mà này cũng giống mẹ nó đã đào này cho. Nó có đường. Lúc chỉ luôn á. Sâu như cái nhà, chọn hai luôn góc rồi mà lúc kia, gần 2 mét rồi cả nhà. Điều cái hơn cái sình nó mềm của cả nhà. Nên thọc tay xuống là bắt ha. Là đụng xuống hang à. Đụng chưa? Bây giờ đi qua kia nha cả nhà. Hang nó cua nằm kẹt trong hốc luôn cả nhà, nên bắt hơi khó cả nhà. Được chưa? Đánh lên đi. Có tay luôn không? Lên không? Bùng nó lúng á. Dính cứng luôn. Nằm như cá. Làm cũng to lắm đi. Càng đi càng đúng luôn. Nó dưới này nó bò luôn rồi. Sình mềm quá à. Cầm cái tay vô hay là mớ đụng mớ 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 là cứ trường trường thế nó. Rồi nè. Lên nha, mày lên nha cả nhà. Cắn nó. Đây, lên nha cả nhà. Chút xíu mà. Mà hành đó. Cắn nó. Quyết định cắn vô tay nữa. Anh đứng đây mà tự đúng luôn không? Bắt xịt máu hơi nhiều quá. Con nuôi lạng. Cá. Đây nghe, tôi lũ rồi. Chắc nuôi luôn đó nha. Mất quá quả quá. Ủa, bắt khó khăn không? Tôi náo đi không? Cái này. Chưa. Cái này. Đây cái nhà. Ủa, xíu rồi coi nha.
hang này đào sâu quá nha. Mình tiếp tục hang này mình đi vô con hang này tiếp nha. Đây cả nhà ơi, hai anh em mình tới đây cả nhà. Đi theo hàng cây nhỏ nhỏ trong đường luồn cả nhà. Đây cả nhà, hai anh em mình phát hiện một con cua nó đang nằm ngủ. Đây cả nhà. Đây cả nhà. Đây. Cái này là con cua cả nhà, chứ không phải cục sình đâu cả nhà. Đó. Đó con cua cả nhà, đó. Không phải sình đâu. Quay kỹ kỹ rõ rõ. Đây nè cả nhà. Đó, con cua cả nhà, chứ mấy cục sình đâu. Đó, giờ nó nằm nó ngủ cả nhà. Rồi. Mới lột sao nó vỏ ở trong rồi sao? Có đâu con cua cái á. Đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà. Này là cua ngủ rồi cả nhà. Nếu mà bên trong á, y như cái mai con cua cái cả nhà. Anh nghĩ là trong cua cái cái tại. Không phải bạn à, cái trong gì vậy? Giống cua cái lắm, cua cái á. Một lần cua cái là nó diệt cái vỏ của nó. Nè, nè cái càng nè. Cái càng cái que nè. Ừ. Này cả nhà. Không có vỏ không có to cỡ đó đâu. Anh nghĩ con cua cái tại à. Cua cái anh à, cua cái, cua cái. Đây một cua cặp cả nhà, nó đang ngầm ngủ trong cái bụi cây luôn cả nhà. Rồi. Đây, đây, rồi. Giờ tài bắt thử nha cả nhà. Bắt lên cho cả nhà mình xem. Đó, nó đang động đậy cả nhà. Bắt con cua cái trước tài. Bắt con cá trước cho cả nhà. Ủa, siêu to luôn. Đây con cua cái nằm ở trên nè cả nhà. Đó. Hên rồi cả nhà ơi. Một cặp cua luôn cả nhà. Cua cái này, cua cái này chắc không chuẩn bị lột luôn. Đúng nha. Một con cá trước cả nhà. Con cá mình để vào đây. Cua đực siêu to luôn. Một cua đực nằm ở trong nữa cả nhà. Thằng em. Ồ, may mắn nè cả nhà ơi. Ồ, cua đực siêu to luôn cả nhà. Wow. Wow, nó to cả nhà. Cặp cua. Cắn vô tay rồi thấy không? Đây nè cả nhà, cặp cua luôn cả nhà. Con kia cắn vô tay rồi. Rửa luôn nha. Hên nha cả nhà ơi. Hai con cua nằm ngủ nằm ở ngoài luôn cả nhà. Hên nè cả nhà. Rồi rửa nha. Cho mọi người coi kìa. Ồ, cái càng ơi. Bốn lạng, hơn bốn lạng cái nè. Siêu chắc luôn. Ồ, đây. Siêu chắc luôn. Chắc nó mới bảo giờ con cái nó chứ. Cặp cua này con cái chắc gạch luôn à. Cái gạch luôn. Cặp cua con đực ở tầm 4 lạng rưỡi á, 4 lạng 4 rưỡi á, còn con cái này con lạng mấy. Cắn vô cái mai luôn. Cắn vô cái mai nè. Ồ. Hên thì cả nhà ơi. Con cua nằm ở ngoài, hên nằm ở ngoài luôn cả nhà. Rồi, giờ tiếp tục hai anh em mình đi nha cả nhà. Đây nha cả nhà, hai anh em mình tới đây cả nhà. Phát hiện một cái hang nằm dưới gốc cây này cả nhà. Đây, hang này không mới cả nhà. Dấu sò sình nó đào ra nha cả nhà. Đây, đây. Hang nằm dưới đây cả nhà. Rồi, bắt thử đi. Hang ở dưới nó to lắm cả nhà, miệng hang to lắm cả nhà. Hang bự đó. Ở trên này nhỏ nhỏ mà dưới hang nó to. Đây có cây à, nổi không nha. Bánh hang rộng nè. Mấy hang? Hai hang rồi. Hang quen, hang xuống. Hang xuống. Đấy. Đúng rồi cả nhà ơi. Cóm tháo tay luôn, nó cắn đâu mà nó bưởi, uổng. Bây giờ đừng hang cặp ở tài, đừng cua đực nó nữa. Này cắn là mày sợ nữa đâu mà. Để nó bưởi uổng.
tay luôn chứ vào tay gì trời. Chừng cái kẹt, ngồi sang kiếm em kêu cơm. Cơm không cắn cắn chứ. Cơm cắn đâu đâu đâu. Ngon lột rồi. Cũng vậy mà kêu cớm. Có, bớt xuống mùng lắm. Để nè. Còn đâu, cắn đầu có biết đâu đúng không? Ừ. Một cụ cớm nha cả nhà. Một cụ cớm con. Rồi, thơ... Thập tay thẳng. Cô coi hang đó luôn, hang đó là thập có thập hang vô. Đưa lên khu bên trong nha. Rồi thả. Rồi thả, thả, thả. Rồi. Có cái hang ngoài này nữa cả nhà. Một cớm nha cả nhà. Hay gì? Đây có cái hang ở đây nữa cả nhà. Giờ tài thập. Giờ thập thập tử, thử, tài thập thử luôn cả nhà. Cái đống tủ hang là tài. Con. Giờ thả bỏ. Rồi được con cú cốm nha cả nhà. Đây nè cả nhà, anh em mình tới đây phát hiện một cái hang nằm dưới gốc cây này cả nhà. Đây. Có dấu chừng nó bới rồi cả nhà. Đây. Thử. Đó. Nó chừng nghe bị hang, nước cái này hơi đục nha cả nhà. Thử nha. Chậm lại. Hang to. Có là sao anh? Đúng rồi nha cả nhà. Hai có cạn rồi nha. Tọc xuống rồi đụng luôn đó nha. Hang nằm nó cạn nha, điều nó nằm thối thôi khó bắt nha. Còn chưa cả nhà, nên hơi chán, mặt trời hơi chán nha cả nhà. Lên không? Xíu vậy ta. Lên nha cả nhà. Hơi nhỏ nha cả nhà. Điều chắc cả nhà. Đó cả nhà. Còn hơi nhỏ nha cả nhà. Tiếp tục hai anh em đi vô ngoài cái đường này trước nha cả nhà. Giờ đây cả nhà, giờ anh em mình bắt giờ cũng trưa rồi cả nhà, 12 giờ mấy rồi. Đây. Giờ mình đây là thành quả của hai anh em mình bắt hôm nay. Cũng khá là nhiều cả nhà, cua lớn lớn rồi. Siêu to. Cớm à. Nhìn nữa cả nhà. Đâu, coi thử không? Được đây, một con cua lớn này, hai cua lớn, ba cua lớn, bốn cua lớn, bốn con này chắc có ký mấy cả nhà. Lại một mớ cua nhỏ nữa. Đây cũng khá là nhiều. Dạ đây cả nhà, giờ cũng trễ rồi, hai anh em mình sẽ về kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà thương cho hai anh em mình một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, chào cả nhà.